Kính mời các bạn xem bản tin quân đội Trung Quốc nói đã đuổi tàu chiến Mỹ ra khỏi Hoàng Sa. Truyền thông nhà nước Trung Quốc vào hôm 12 tháng 3 năm 2020 đã loan tin cho biết quân đội nước này đã đuổi một tàu chiến Mỹ khỏi vùng nước gần quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh đang chiếm đóng ở Biển Đông và gọi hành động của Mỹ là phô trương sức mạnh nhằm tạo ảnh hưởng trong khu vực. Đây là hình ảnh tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Buk USS Campbell của Mỹ. Trang tin China Daily trích lời của Đại tá Li Huanming, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Miền Nam Quân đội Nhân dân Trung Quốc cho biết, tàu USS Mark Campbell có tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã vào vùng nước của Trung Quốc vào hôm 11 tháng 3, mà không được phép. Quân đội Trung Quốc đã huy động hải quân và không quân theo sát tàu Mỹ, cảnh báo và đuổi tàu Mỹ ra khỏi khu vực. Ông nói thêm, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông và các vùng nước xung quanh. Quân đội Trung Quốc duy trì cảnh báo cao độ mọi lúc và sẽ có những biện pháp cần thiết kiên quyết để bảo vệ chủ quyền, hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Người phát ngôn Li Huanming đã nói như vậy. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trích lời một chuyên gia hải quân của Trung Quốc tên là Li Ji đã nhận định Hoa Kỳ đang nhìn nhận Biển Đông là chiến trường chính chống lại Trung Quốc và sẽ gia tăng các hoạt động trong tương lai vì Mỹ đang ngày càng mất sự ảnh hưởng của mình ở Biển Đông. Báo Trung Quốc cũng cho biết, hồi cuối tháng 1 vừa qua, Trung Quốc đã đuổi một tàu chiến khác của Mỹ là tàu Montgomery khỏi vùng nước gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước. Vào hôm 29 tháng 2 năm 2020, Hải quân Hoa Kỳ đã nói rằng một khu trục hạm của Hải quân Trung Quốc đã bắn tia laser vào một máy bay tuần tra của Mỹ. Vào tuần trước, trong khi phi cơ này đang bay ngang qua biển Philippines, cách đảo Guam khoảng 600 km về phía Tây. Đây là hình ảnh máy bay quân sự Boeing P-8A Poseidon dài 39 mét, cao 12 mét và sải cánh 35 mét và nặng 62 tấn. Tốc độ tối đa là 900 km/h, trị giá khoảng 154 triệu USD. Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng một tàu Trung Quốc đã bắn tia laser lên máy bay P-8A Poseidon của Mỹ một cách không an toàn và không chuyên nghiệp, trong khi chiếc P-8 đang hoạt động trong không phận quốc tế phù hợp với các luật lệ và quy định của quốc tế. Hải quân Hoa Kỳ cho biết hành động của Trung Quốc vi phạm bộ quy tắc về các cuộc giáp mặt không định trước trên biển, viết tắt là CUAS, một thỏa thuận đa phương đạt được vào năm 2014 và cũng là không phù hợp với bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc về sự an toàn của các cuộc giáp mặt trên không và trên biển. Để đáp lại các bản tin của truyền thông của Trung Quốc nói việc họ bắn tia laser vào máy bay trinh sát của Mỹ vào tháng trước là không đúng với sự thật. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói vào ngày 17 tháng 2, một máy bay tuần tra P-8 của Mỹ đã phớt lờ các cảnh báo và có hành vi gây nguy hiểm cho nhân viên của cả hai bên khi các tàu Trung Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận hải quân thường lệ. Tuyên bố được đăng trên tài khoản WeChat của nhà phát ngôn Nhậm Quốc Cường nói tất cả các hoạt động của Trung Quốc trong sự kiện này đều an toàn, chuyên nghiệp và tuân thủ luật pháp quốc tế nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Và cũng hôm 5 tháng 3 năm 2020, Trung Quốc công bố một bản báo cáo cho rằng hơn 300 tàu cá của Việt Nam đã xâm nhập lãnh hải của Trung Quốc. Đây là hình ảnh vào ngày 6 tháng 3 năm 2019, tàu cá Quảng Ngãi số hiệu 90819TS đã bị tàu hải cảnh của Trung Quốc số 44101 xịt vòi rồng xua đuổi. Sau đó, chiếc tàu này đã bị va vào dạn đá ngầm và chìm ngay trước mắt tàu Trung Quốc, nhưng không được cứu nạn. 5 ngư dân Việt Nam đã phải bám mũi trôi giạt nhiều giờ trước khi được tàu cá khác của Việt Nam đến cứu. Một bản báo cáo của Viện Sáng kiến Nghiên cứu Tình hình Chiến lược Biển Đông thuộc Đại học Peking, Trung Quốc, được truyền thông nước này đồng loạt đăng lên vào ngày 5 tháng 3 nói rằng có tổng cộng 311 tàu cá của Việt Nam đã xâm nhập vào khu nội địa, lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc vào tháng 2, với mục đích đánh bắt cá và làm gián điệp bất hợp pháp. Báo cáo nói, trong số đó có 212 tàu đi vào vùng biển phía đông nam của đảo Hải Nam, bán đảo Lôi Châu và vùng biển gần Quảng Đông và khoảng 90 tàu cá đã đi vào vùng lãnh hải của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ
báo cáo của Trung Quốc đã miêu tả. Theo báo cáo này, hầu hết các tàu cá của Việt Nam tập trung hoạt động tại những khu vực gần các thủy lộ chính dành cho lực lượng hải quân và không quân của nước này, tại hai tỉnh trên. Thậm chí một số tàu cá Việt Nam còn lọt vào tầm ngắm của các căn cứ quân sự Mỹ, quân sự Trung Quốc, báo cáo nói thêm. Hoạt động của các tàu này chỉ nhằm hai mục đích. Thứ nhất, một là mục đích kinh tế, tức là đánh bắt cá bất hợp pháp. Hai là mục đích an ninh quân sự, tức là thực hiện hoạt động trinh sát gián điệp. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Trung Quốc đã khẳng định như vậy. Và sự kiện Trung Quốc công bố báo cáo về hành động 300 chiếc tàu cá Việt Nam xâm nhập lãnh hải vào đúng lúc tàu sân bay của Mỹ USS Theodore Roosevelt đến cảng Đà Nẵng là có tính toán và có chủ ý. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu thuộc viện có trụ sở tại Singapore đã nhận định như vậy. Đây là hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy tàu của Trung Quốc xuất hiện dày đặc gần đảo Thị Tứ, tổng cộng có 136 tàu liên tục ở đây từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 25 tháng 2. Báo cáo của Trung Quốc nói hoạt động của các tàu cá Việt Nam có hoạt động xâm nhập vào tháng 2 vừa qua đã tăng ít nhất gấp đôi so với tháng trước. Và báo cáo nói so với các hoạt động của Việt Nam tại vùng biển tranh chấp Biển Đông, tính chất của các hoạt động này thậm chí còn tồi tệ hơn. Nó hoàn toàn vi phạm chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, báo cáo của Trung Quốc kết luận. Tiến sĩ Hoàng Hợp đã nói như sau, phân giới ở trong vịnh Bắc Bộ, hiệp định này đã ký từ trước và hai bên cùng tuân thủ. Tức là họ đã vạch ra một cái vạch ở trên biển, bên này là của Trung Quốc, bên kia là của Việt Nam, vì có thềm lục địa nối với nhau và đảo Hải Nam cũng có thềm lục địa. Ông phân tích, một tuần trước, người Trung Quốc đã đưa hơn 140 tàu đến quây đảo Thị Tứ mà hiện nay người Philippines đang quản lý. Chủ yếu là tàu hải quân, hải cảnh và họ hiện nay đã xua hết các tàu cá của Việt Nam ra khỏi chỗ đó. Họ làm như thế, tức là họ chuẩn bị trên biển, động tác như thế là để đáp lại việc tàu của Mỹ đến thăm cảng Tiên Sa. Báo Philippines Daily hôm 2 tháng 3 đã dẫn lời Phó Đô đốc Rene Medina, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Quân đội Philippines, cho biết đã theo dõi được 136 tàu cá Trung Quốc ở gần đảo Thị Tứ từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2. Tổ chức này cũng đã phát hiện ra hai tàu hải cảnh của Trung Quốc và một tàu của Hải quân Trung Quốc xuất hiện vào hồi tháng 2, khu vực này. Và tần suất kỷ lục những chuyến tuần tra hàng hải ở Biển Đông suốt trong năm 2019 cho thấy Mỹ đã thách thức quyết liệt tuyên bố của chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là một nhận định của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ được phát đi vào ngày 7 tháng 2 năm 2020. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan Hoa Kỳ tiến vào vùng Biển Đông ngay sát trước ngày Quốc khánh Trung Quốc mùng 1 tháng 10 năm 2019 đã khiến Trung Quốc vô cùng tức giận. Trong năm 2019, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện 7 cuộc tuần tra hàng hải trong khuôn khổ chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, viết tắt là FONOP, nhiều hơn bất cứ năm nào khác kể từ năm 2015, khi Hoa Kỳ bắt đầu thách thức mạnh mẽ hơn các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cung cấp số liệu vừa nêu nói rằng các cuộc tuần tra của FONOP đã được thiết kế để thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc về quyền hàng hải và chủ quyền, quyền lãnh thổ tại nhiều quần đảo trong khu vực, đặt Hoa Kỳ và các đồng minh vào thế đối đầu với Bắc Kinh. Trang tin quốc phòng của Mỹ nói, trong các cuộc tuần tra hàng hải này, các chiến hạm của Mỹ tiến vào vùng biển nằm trong phạm vi 12 hải lý, cách các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, kể cả các thực thể đã được Bắc Kinh cải đổi thành cơ sở quân sự. Theo Defense News, các cuộc tuần tra của FONOP là dấu hiệu để Trung Quốc biết là Hoa Kỳ coi các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là quá đáng. Bắc Kinh thì cho rằng các cuộc tuần tra của Mỹ gây bực dọc và coi đây là hành động trái phép vi phạm các biển của họ. Cho tới nay, các cuộc tuần tra của FONOP không khiến Trung Quốc phải rút lại các tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông. Và trong một tuyên bố, người phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương, bà Richard Matt đã nhận xét rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm thách thức các tuyên bố chủ quyền một cách hết sức quá đáng của Trung Quốc hiện nay trên Biển Đông. Đây là hình ảnh sĩ quan Việt Nam và Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng đại sứ Hoa Kỳ Dane nhân dịp tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ghé thăm cảng Đà Nẵng. Bà Rax
Mark đã tuyên bố như sau: Hoa Kỳ thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra để bảo vệ quyền tự do hàng hải trên khắp thế giới. Tất cả các hoạt động của chúng tôi được thiết kế phù hợp với các luật pháp quốc tế và nhằm mục đích chứng minh rằng Hoa Kỳ sẽ điều máy bay, tàu thuyền hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương nói thêm rằng các cuộc tuần tra hàng hải được tiến hành một cách hòa bình và không thiên vị hay chống lại bất kỳ quốc gia nào. Cuộc tuần tra hàng hải đầu tiên trong năm 2020 được Hải quân Hoa Kỳ tiến hành vào ngày 25 tháng 1. Trang mạng Defense News cho biết tàu chiến cận bờ USS Moncrief đã đi gần đá Gạc Ma và đá Chữ Thập, hai nơi đã bị Trung Quốc chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Lúc đó, báo nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã điều hai máy bay thả bom tới lượn bên trên để uy hiếp tàu chiến Moncrief của Mỹ. Hải quân Mỹ nói tuần tra FONOP đã thách thức các tuyên bố chủ quyền quá đáng của tất cả các cường quốc trong khu vực và cuộc tuần tra ngày 25 tháng 1 chính thức nhắm vào cả Trung Quốc, Đài Loan và cả kể cả Việt Nam. Phía Mỹ thách thức ý niệm cho rằng cần báo trước khi qua lại vô hại các vùng biển mà các nước khác tuyên bố chủ quyền. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 17 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa.